Kính thưa quý vị, nhân dịp Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa môi trường đến Âu Châu để trình bày về thảm họa Formosa, SPTN Paris có cơ hội tiếp xúc với Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Linh mục Trần Đình Lai và Linh mục Bùi Khiêm Cường. Từ ngày 2 đến 11 tháng 5 vừa qua, Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường gồm một đức giám mục và 5 linh mục đã đến Âu Châu để vận động các cơ quan quốc tế về vấn nạn Formosa. Linh mục Trần Đình Lai nhận xét về các cuộc tiếp xúc như sau. Chúng tôi rất là vui mừng và cũng là một cái động viên khích lệ cho chúng tôi và là niềm an ủi cho các cái nạn nhân. Đó là đa số, hầu hết những cái người chúng tôi gặp gỡ trao đổi, họ rất là sẵn sàng đón nhận và họ cảm thông chia sẻ được cái nỗi đau của dân tộc mình, của người dân Việt, và họ hứa là sẽ nỗ lực và cố gắng hết sức để rồi cùng với những người đấu tranh cho sự thật, cho vấn đề thảm họa đang xảy ra trên quê hương đất nước của chúng ta. Tuy nhiên, khi so sánh sự quan tâm của các cơ quan quốc tế với sự thờ ơ, vô trách nhiệm của nhà nước Việt Nam, Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp cảm thấy đau lòng và xấu hổ. Tiếp xúc với các cơ quan quốc tế, chúng tôi thấy cái chân trời và cái quyền lợi của người lao động, cái quyền lợi của người dân nó lớn hơn. Và cũng như một thi sĩ nào đó đã nói, để diễn tả cái tình trạng của người dân Việt Nam ở một thời đại là lúc chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mộng con đẻ đặt cuộc đời con. Và chính vì cái suy nghĩ, cái mơ ước của mình là bị cái khung cảnh xã hội, khung cảnh chính trị nó bó buộc, nó làm chật hẹp, thành ra mình cũng chỉ dám nghĩ được trong khung cảnh nhỏ hẹp như vậy. Và đây tôi cũng thấy là đau lòng về một số điểm, một số nước đã yêu cầu nhà nước tạo điều kiện để họ đến giúp đất nước xử lý cái thảm họa môi trường biển đó. Tuy nhiên, nhà nước không cho. Và khi sang gặp các phái đoàn quốc tế, thì tôi lại càng đau lòng hơn khi thấy rằng chính cơ quan của Liên Hiệp Quốc cũng muốn gửi một phái đoàn kỹ thuật, một phái đoàn chuyên môn để giúp chúng ta giải quyết cái thảm họa môi trường đó với các chuyên viên cao cấp, với các kỹ thuật hiện đại. Nhưng rồi không hiểu làm sao, nhà nước cũng không cho. Rất là đau buồn và nhiều khi tôi cũng cảm thấy xấu hổ trước cái cách giải quyết, trước cách phản ứng của những người cầm quyền. Cùng đi trong phái đoàn, Linh mục Bùi Khiêm Cường đánh giá về kết quả các cuộc vận động như sau. Thuận lợi thì chúng tôi thấy được nhiều người thành tâm thiện chí, tổ chức quốc tế họ cũng rất là thân thiện và giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi đến để gặp gỡ các tổ chức này chỗ kia một cách thuận lợi. Còn khó khăn thì hiện tại thì tôi chưa thấy, nhưng mà tin chắc rằng mọi người trên thế giới cũng như trong nước và khắp năm châu bốn bể họ hướng về Việt Nam, họ yêu mến Việt Nam, và nhất là những người đồng bào hải ngoại họ nhớ về nguồn cội của mình, họ cầu nguyện và đồng hành với chúng tôi cũng như những người dân đang sống tại Việt Nam. Trong buổi nói chuyện với một nhóm thân hữu tại Paris, Linh mục Trần Đình Lai đề cập đến sự liên hệ giữa Bô Xít Tây Nguyên và Formosa, mà Linh mục cho rằng hậu quả lâu dài của nó vô cùng tai hại về mặt nhân văn cũng như về môi trường. Chúng con phát hiện rằng cái mối liên hệ giữa Formosa và Bô Xít Tây Nguyên nó rất là nhiều. Đặc biệt là cả cái hồ sơ hốt phối của chúng con thu lý thì chúng con phát hiện rằng là cái anh này, cái cô này ở đây đang làm ở cái cảng biển đảo này ở Formosa này á. Trước đây anh ấy là từng làm năm hoặc ba năm ở trên Bô Xít Tây Nguyên. Tất cả đều là tao làm. Chứ bây giờ đó là một cái sự hỗn loạn rất là phức tạp. Nghe đến cái nhà xưởng của con mà có cái cửa sổ cái phía Formosa, đêm sau 12 giờ đêm con bên ngay không ai phát hiện được cả. Sau 12 giờ đêm mà con mở cái cửa sổ đó mà con mời tất cả những ai đến đó chơi đến đứng lấy cửa sổ để phát hiện cái khói thì ai cũng nghe nói nghe ngung ngung. Tất cả cái mùi thương của mọi người đến đó mà họ phát hiện ra là đang đều nghe mùi lưu hình. Không lưu hình thì chỉ có là cái anh liên quan đến cái Bô Xít đó mới có mùi lưu hình. Tức là những con nghi ngờ rằng nó phải là họ sản xuất chủng ở trong đó rồi. Mặc dù sự đàn áp từ phía nhà cầm quyền ngày càng gia tăng, nhưng sau chuyến đi, giáo phận vẫn tiếp tục đấu tranh cho một môi trường biển trong sạch. Linh mục Trần Đình Lai khẳng định. Mặc dù cái sự đàn áp vẫn càng ngày càng lộ rõ và gia tăng, nhưng đối với giáo phận và chương trình của ban hỗ trợ thì kiên nhẫn
và ôn hòa để tiếp tục đấu tranh một cách bất bạo động và không khoan nhượng. Từ Paris, Từ Hàng, tường trình cho đài SBTN.